video. Hai, chào tất cả mọi người. Thì nay nhà Hải Ca đi làm mướn nha cả nhà. Đó thì sẽ quay lại cuộc sống hàng ngày cho cả nhà xem nha. Đó, cứ con hoài chửi hoài nhức đầu lắm cả nhà. Đấy, có này ra là. Bye. Bye. Chơi nay con thất nghiệp lắm rồi. Trời ơi, lại lên được nhiêu đâu, chút xíu mất tí nữa kìa. Trời ơi, kẹt luôn rồi. Chạy vô đây luôn bầu ơi, móc chạy lên vô đây luôn bầu, quay đầu xe luôn. Mà đứng chủ đích thôi sao không lỡ được. Nhanh tay lên, mưa tới. Trời, mưa tới. Thôi quá trường ơi. Sao mà xe kia đã chớ được mười mấy mã, như mã ra quên ta, 35 mã bồ. Xe này chở được 36 không? Được mà, xe này bự hơn phải không? Dạ, xe này nó cao hơn. Xe okay, vậy là được nhiêu ký anh Trục? Tấn nha. Tấn luôn hả? Dữ vậy? Ừ. Rồi. Đi vô. Hàng lắm chỗ này nè. Đẩy mạng. Đứng cái đầu bên đây quá rồi. Đó. Nhanh tay lên, chậm quá, mưa tới. Mưa thì mưa chứ, nói gì dưới tay hết trơn à. Đừng vội. Không có biết cái nào âm từ âm nhạc. Thấy anh Trung thôi.
Còn hút đi. Ok, rồi á. Chưa. Đó là đống này khoảng 4 tấn cả nhà. Đụng vô lẻ lắm. À, đụng. Thôi quá, dạ thôi chịu ơi. Anh lên không? Trời ơi, tay bắt quy rồi. Nó về chắc nó ăn rồi nó ngủ rồi. Thiếu mà người ta bắt đền là không có tiền đâu đền á. Dương thì có phải trả lại, thiếu nguyện trùng này vô. Để mà. Đi con mổ rồi. Đi trùng là hết. Hả? Đi trùng là hết. Đi trùng là hết, giao cho hết luôn. Khi nó về nó ngủ luôn thì trời, đã mưa tới. Mưa luôn rồi. Ủa, mới thèm cái bòi khác hả? Rồi, hết tiền luôn. Nè. Hết tiền luôn, tháng nào không kêu nạp cho. Nạp đâu, tháng này có nạp đâu. 50 ngàn tiền thôi. Điện gái hết chưa? Dạ. Đó, có con gái già này nè. Dạ, điện gái già, 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 điện chứ mẹ điện gái thì cho mẹ biết hay gì vậy, gặp con gọi xong con cũng xóa nữa. Cha con có ông bổng cái gì. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Mưa luôn cả nhà ơi. Chụp cái hoa. Lên. Thấy chút nhất luôn. Chụp bưng luôn. Thôi làm lẹ đi. Mưa cũng từ từ, mưa gió là chuyện của trời chứ không? Trời gì mà trời. Ơn là bữa nay xe vô nó nhít vô liền liền á. Nên chung nó quần hết cái dàn xe máy xe ba gác luôn mà. Còn Phú có nhiều chiếc ổng gom hết rồi. Gom hết luôn. Còn kia đứng nào có. Đậm lẹ lên hả ca? Lẹ lên con nè, chị Hương đứng đó chị Hương hối hoài à. Bây giờ xong đống này mới được. Kiếm lên, kiếm lên. Lên. Mẹ lo gì kiếm. Lên luôn. Rồi, rớt hộp kiếm luôn. Mưa rồi. Quạch cái lố hàng bậy bạ. Nhanh lên anh Phi Hùng ơi. Muốn đó bắt cái này liền lẹ đó. Từ từ, trời đất ơi. Quay từ từ chứ. Mưa có những thang nè. Mưa chó. Mưa lẻ lẻ nè. Mẫu gì cơm không thấy là mưa hay gì ta. Đừng nói tôi không ngủ rồi nghe. Nói vậy cũng đề hết chứ. Cái nữa mới được. 4 mã rồi. 5, 15, 20, 24. Hãy ra nhanh tay lên. Mà bước vô này trả tiền không? Thấy anh Trung không? Buông tay bắt tay liền phải không? Bắt gì mà không nổi. Đúng rồi. Một đi. Đó. Rồi nè. Đúng rồi luôn. Tắt nè. Rồi. Lên xe. Đó, đây xe rồi nha cả nhà. Lên xe vậy là 1 tấn. Đó, còn nguyên đống này nữa nè. Anh Phi Hùng này nói mệt, nói hết nói nổi. Một le lưỡi rồi. Hơn gì nè. Vậy nha, thì thấy người ta bắt đền không có tiền đền đâu nha. Đủ luôn. Thuộc bạn hiểu chưa không? Ai biết gì ghi chứ biết cộng đâu. Thôi biết cộng chứ chơi không nha, chứ gì rộng lum la đi à. 30 mã. 30 mã là mẹ đâu thử cộng cái coi. 5 10 15 20 25 30 rồi vậy thôi để nó hai ca cộng. Trời cộng nha. Qua đuôi rồi. Bây giờ đó bao nhiêu cái?
vậy? Rồi đố bao nhiêu cái mẹ? Đố mẹ bao nhiêu cái? Ồ mà lắm rồi. Đâu leo bao lên thử coi. Rồi. Trời cái bụng bê rồi, cái bụng bê bự cho má. 58 kg cái gì không? Đâu mà chấp. Vừa xong cái ông qua tới kìa. Chấp chấp ba chấp hơn ký nữa nè. Giờ tôi còn chạy nửa tiếng mà hơi nửa tiếng mà lâu dữ rồi, bao dữ rồi. Không. Ôi, 62 kg. 62 kg. Vậy bằng con rồi chứ. Nè. Mày theo hội 62 mày 65 ăn lên. 62 chứ. Luôn rồi. Thấy sao thấy tha nó mập hơn cha nó mà nó cũng vậy đó. Tại mập cái bụng. Mình bỏ đi mang chạy được không? Được cái gì đâu. Cho mày thôi. Bán được nhiêu luôn. Rồi đi. Có tiền rồi, có tiền uống bia rồi, có tiền uống bia rồi. Tối ngày bia uống với mẹ em rồi. Uống thần thế hả quý vị? Hồi đó mần mệt mà còn bia. Mệt mới cho người ta uống bia chứ, khỏe uống bia chi trời. Ok cả nhà ha. Thì cuối cùng cái đống bưởi này cũng sắp xong rồi cả nhà. Còn khoảng mấy tạ nữa là xong rồi. Mà xe nó chở không kịp đó. Với lại trời chuyển mưa cả nhà. Nó đợi một xíu nữa tối nó mới vô chợ tiếp nha cả nhà đó. Bây giờ mình chùm lại như nè đó. Ok rồi bây giờ thì hả cả nhà ra về xíu nữa rồi xe vô rồi chạy qua cân tiếp nha cả nhà đó. Bây giờ mình Hương nè đi làm sáng giờ luôn, không ăn không muốn gì luôn cả nhà đó, mà le lưỡi luôn hả. Ok cả nhà đó, thôi bây giờ là về đó, về cho gà vịt ăn nữa cả nhà ơi. Ok mọi người ha, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của 2K. Còn bây giờ thì chào mình cả mọi người nha, bye bye mẹ, bye hôm đó rồi. À, bây giờ bye bye cả nhà ơi. Bye. Ok, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.